Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món chả cầy các bạn. Nguyên liệu chúng ta gồm có mấy, đây là mẻ các bạn, cơm mẻ nhá, riềng, chuối xanh các bạn, rồi sau đó chúng ta sơ chế các bạn, làm cho sạch nhé. Riêng như là thật chứ sang như là cạo vỏ rồi. Cái lớp da này các bạn, cái người da ăn khi ăn nó rất là giòn các bạn. Cái lớp da nó bắt đầu vàng rồi đó. Quê ta lấy rơm các bạn, đây mình mua rơm mình lấy giấy đỡ à.
vậy cũng xong như vậy. Giờ chúng ta đem rửa nha. Giờ chúng ta đi rửa nha bạn. Sau khi chúng ta rửa sạch chưa, để ra đem chặt nha bạn. Đây khó chặt quá, quay đầu này chặt trước rồi. Sau khi chặt xong chúng ta ướp thôi bạn. Rồi chúng ta cho cơm mẹ vô. Cái này mình mua ngoài chợ 5.000 đó bạn. Ướp. Rồi chúng ta cho chút muối. Thêm một chút bột ngọt các bạn. Rồi cho miếng đường thôi. Rồi ta trộn đều lên cho nó thấm đều gia vị các bạn. Giờ lại mua ở ngoài chợ chỉ có 80.000 cái thôi. Mua thêm riềng xả thứ nữa là còn 100.000 bạn, 100.000 được nguyên nồi các bạn. Rồi giờ chúng ta ngồi chờ chờ nửa tiếng cho rau ngấm gia vị các bạn. Cái này chúng ta cho thêm một miếng sả nhé bạn, cho nó thơm nhé. Trong thời gian chờ đợi ngấm gia vị ha, chúng ta luộc chuối sơ cho bớt bỏ bớt chát cho bạn. Sau khoảng 15 phút rồi, cho đây mình nấu nhé. Nấu đảo cho nó xanh lại nha.
nó xanh. Chả xanh này chúng ta cho chuối vào mà. Chặt heo không chuyên nghiệp các bạn, chặt thịt heo không chuyên nghiệp thôi, lấy bự cho bá không ạ, mà ăn thì làm đá. Làm liên tục mà cháy phải con mẹ dưới. Khi nào thịt nó săn lại ha, rồi chúng ta bỏ chuối đi. Riềng thì chúng ta bỏ vừa phải thôi cả, bỏ nhiều quá nó sẽ bị cay nha. Heo gà cầy thì mình học được từ ông ngoại. Ông ngoại mình rất thích ăn món này ha. Đây là món gia truyền của nhà mình đó. Ông ngoại mình nấu món này rất là ngon, nhưng mà giờ ông mất rồi. Cũng lâu rồi mình cũng không ăn món này, hôm nay mình sẽ nấu lại ăn ha. Rất hơi mùi thơm nữa. Sau khi thịt nó xanh lại các bạn, bỏ chuối vô. Mình ăn chuối ăn với cái này ăn rất là ngon các bạn. Cái này ăn nó cũng không có ngán, ăn đỡ ngán nữa. Nước rồi chúng ta để sắp sắp thịt ra lại, không nên để nhiều quá nhé. Để chúng ta đun khoảng 20 phút. Thank you.
rồi sau khi đã sôi các bạn, đây rất là thơm nè. Chúng ta cho ít tôm lên nha. Đây là thịt bình thường, ta hay nói là thịt chó hay có mắm tôm bạn. Đây mình nấu là cần có mắm tôm nha, mình chế cho nó ngọt nước các bạn. Những người hấp dẫn các bạn. Rồi sau khi đã chín rồi bạn, chúng ta múc ra ha. Đây là tô heo giả cầy các bạn, nó thơm ngon chưa? Đây tôi vẫn phân giò. Cái này mình nấu này, nước này sệt sệt các bạn, nó sệt sệt mới đúng. Bài luôn các bạn. Giờ mình ăn nha. Giờ mình thức nha bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.